kế tiếp đó, thì các bạn thì được là liên quan tới nước El Salvador thì một trong những người cũng rất nổi tiếng trong thị trường crypto này thị trường Bitcoin đó chính là Peter McCormack thì Peter McCormack cũng đã đến nước El Salvador để mà tìm hiểu thực hư về cái việc nước El Salvador có những cái bước tiến tới liên quan tới chấp nhận Bitcoin như thế nào liên quan tới là đào Bitcoin sử dụng năng lượng của núi lửa vân vân thì các bạn được là Peter McCormack cũng đã được mời đến để mà nói chuyện với lại tổng thống của nước El Salvador đó chính là Nayib Berkeley thì những thông tin mà thu nhận được đó và có một cái podcast được chia sẻ bởi Peter Comac đó chính là Peter đã chứng nhận được là những gì mà chúng ta nghe nói đến trên những cái đài truyền hình nghe nói đến trên những cái bài viết liên quan tới nước El Salvador chấp nhận Bitcoin rộng rãi, El Salvador à, công nhận Bitcoin là tiền thực sự, El Salvador sẽ có những cái chiến lược đào Bitcoin và sẽ mở tay chào đón những công ty liên quan đến crypto đến nước El Salvador để mà mở chi nhánh, mở công ty, mướn người vân vân thì chúng ta thấy được là tất cả những điều đó đã được confirm xác nhận bởi uh, Peter McCormack đó chính là tất cả những điều đang xảy ra và họ không phải là, là nói đùa. Nước ở Salvador đang thực sự tiến tới rất là nhanh để mà hợp thức hóa chấp nhận Bitcoin và các bạn cũng nên nhớ là cái luật này đã thông qua quốc hội của El Salvador cách đây không một tuần và cái ngày mà những cái ngân hàng địa phương tất cả những nơi mà thanh toán phải có một cơ sở hạ tầng để mà hỗ trợ việc thanh toán Bitcoin đó chính là trong vòng 90 ngày. đương nhiên người dân thì có quyền lựa chọn là họ có thể sử dụng Bitcoin hay là sử dụng đồng đô la tại vì nước El Salvador không có nước riêng của nước El Salvador họ từ năm 2001 thương nhớ là đã bắt đầu là sử dụng đồng đô la rồi không còn sử dụng đồng quốc gia của họ nữa và bây giờ thì người dân có thể là có sự lựa chọn giữa đô la và đồng Bitcoin nhưng mà các bạn là chủ doanh nghiệp thì các bạn cần phải chấp nhận cả hai đây là thông tin đến từ El Salvador thì chúng ta thấy được đó là nhiều bạn thì hỏi thường là bitcoin thì di chuyển chậm như vậy và mỗi một giây chỉ có thể là có bao nhiêu giao dịch mà thôi và bây giờ phí cũng khá là cao thì làm sao có thể sử dụng được thường xuyên và hàng ngày thì chúng ta thấy được đây là cái cách sử dụng thông thường thông qua cái mạng lưới tầng một cái mà những nước như nào salvador sẽ áp dụng rộng rãi đó chính là sử dụng mạng lưới Lightning network mạng lưới tầng 2 của bitcoin và các bạn thấy được đó đây là những cái channel của cái mạng lưới tầng 2 Lightning Network của Bitcoin thì bây giờ những channel càng ngày càng phát triển và bây giờ đó tổng cái số lượng Bitcoin có thể di chuyển thông qua những channel này đã lên tới 1.500 Bitcoin như được rồi chia sẻ thôi sẽ có thêm một cái video chi tiết hơn nói về mạng lưới Lightning Network này là gì và thực ra ở trên uh, trang web thuận capital.com các bạn có thể lên trên thuận capital.com và sẽ có những bài viết chi tiết hơn liên quan tới mạng lưới Lightning Network cũng như là cái cập nhật Taproot sắp tới của Bitcoin sẽ có những cái chi tiết gì trong đó Nhưng mà nào mà có thú có thể lên trên trang web của Thuần Capital để mà xem Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua một nước khác Đây là một nước gọi là Tanzanian Thì tổng thống của Tanzanian thì cũng muốn đi theo gót chân của El Salvador Thì tổng thống của Tanzanian là bây giờ đang kêu gọi ngân hàng trung ương của Tanzanian Chuẩn bị và chấp nhận crypto Tại vì đây là xu hướng của tương lai nước Tanzania không thể nào mà không có sự chuẩn bị được. thì nước Tanzania là một nước ở đâu? thì khi mà chúng ta lên trên Google đó, các bạn thì đây là một nước không giống như là những thông tin chúng ta nhận được gần đây. đây là một cái nước mà không phải là ở Nam Mỹ mà Tanzania là một nước mà ở Châu Phi. các bạn thấy được là nước Tanzania là một nước sát biển và nằm kế bên nước Kenya và nước Zambia. thì Tanzania này là một nước ở Châu Phi và các bạn thấy được là bây giờ không chỉ riêng là ở Nam Mỹ có nhiều quốc gia lên tiếng ủng hộ sự chấp nhận tiền kỹ thuật số cũng như là chấp nhận Bitcoin. Bây giờ chúng ta được là cái điều này đã từ từ lan tỏa qua những nước của châu Phi và như là chúng ta cũng đã biết đây là một cái hiệu ứng domino mà chúng ta cũng có một nước khác nữa, đó chính là cái nước Nigeria. Thì Nigeria đó không biết là các bạn thì được là có lý do gì mà chúng ta thì được là Jack Dorsey, đây là cái Twitter chính thức của Jack Dorsey của Twitter thì cũng đã để À, một cái thuyết cũng khó hiểu chỉ là hình của cái lá cờ của nước Nigeria mà thôi Và bây giờ chúng ta biết là những người ở nước Nigeria đó thì cũng sử dụng mình coi rất là nhiều Bắt đầu từ năm ngoái đó đã có tổng cộng Và đây là một nước cũng tương tự như nước El Salvador Nước này là một nước mà có rất nhiều người ra nước ngoài lao động Họ kiếm tiền xong rồi họ gửi cho về nước của họ, cho gia đình của họ Thì có thể đây cũng là một nước mà đang làm việc với Jack Dorsey Để có thể là di chuyển tiền từ nước ngoài về nước Nigeria một cách là nhanh hơn Và có cái chi phí rẻ hơn. Thì bây giờ chúng ta được là ngoại trừ nước El Salvador, à, chúng ta nói tới, chúng ta cũng có những cái thông tin liên quan tới là nhiều nghị sĩ ở những nước ở Mỹ Latin thì cũng lên tiếng ủng hộ như là nước uh, Paraguay, à, thì cũng có nhiều nghị sĩ lên tiếng ủng hộ sự chấp nhận và đồng ý với cái sự hợp thức hóa Bitcoin ở nước El Salvador. Chúng ta có Panama, chúng ta có Brazil, ngay cả các bạn hiểu những nước mà lớn hơn như là Mexico, Argentina rất nhiều và rất nhiều những quốc gia đó cũng lên tiếng ủng hộ sự chấp nhận Bitcoin, hợp thức hóa Bitcoin bắt đầu từ nước El Salvador. Tại vì sao? Tại vì đây là những cái nước các bạn thấy được là họ cũng cần phải tiếp tục cạnh tranh. Tại vì đây là những cái nước mà các bạn thấy được là không phải là những cái nước mà giàu có Cho nên nhiều nước này đó thì xem Bitcoin là một cơ hội để có thể thu hút thêm một ngành mới đến nước của họ Có thể thu hút được cái việc đào Bitcoin đến nước của họ Có thể có công việc làm và có thể sử dụng Bitcoin để mà di chuyển tiền từ nước ngoài vào nước của họ nhanh hơn, rẻ hơn và hiệu quả hơn. Cho nên rất nhiều những quốc gia bây giờ các bạn thấy là đã lên tiếng ủng hộ sự chấp nhận. Và các bạn thấy được là không chỉ riêng là ở những cái nước như là ở châu Phi hay là Nam Mỹ mà chúng ta thấy được là ngay cả những nước ở châu Âu như là các bạn thấy được là nước Ý. Thì nước Ý, chủ tịch của chúng ta có thể gọi một cách đơn giản đây là chủ tịch của bộ quản lý chứng khoán của nước ý thì lên tiếng nói là bây giờ đó nếu như mà nó muốn cấm tiền kỹ số như là bitcoin thì đã quá muộn rồi tại vì tuy là họ nghĩ là bitcoin được dùng trong những việc phạm pháp nhưng mà bây giờ nếu như nói là muốn cấm tiền kỹ số cấm bitcoin thì đã quá trễ rồi bây giờ đó đã không có cách nào để mà thay đổi được cái tương lai nữa cho nên Bây giờ ra nước Ý thì đề nghị là chính phủ nước Ý nên ra những luật để mà quản lý thị trường này. Các bạn thấy được là họ không quy định cấm nữa. Bây giờ nước Ý chỉ muốn nói là có một cái khuôn khổ pháp lý để mà quản lý cái sự phát triển của thị trường này để cho không phát triển quá tầm quản lý của chính phủ của nước Ý. Và bây giờ họ không có thể tiếp tục nào mà chờ đợi những cái quốc gia châu Âu ra cái luật chung được. Bây giờ nước Ý cần phải tự ra luật để mà quản lý thị trường này. Các bạn thấy được là cuối cùng thì nước Ý cũng không có cái ý định là cấm mà chỉ muốn quản lý mà thôi. Các bạn thấy được là ngoài trên nước Ý ra thì cũng có những thông tin đến từ nước Hà Lan. Thì... Cũng tương tự mà thôi, nước Hà Lan thì cũng có người nói là muốn cấm cái sự phát triển của Bitcoin, cấm sự phát triển của tiền kỹ thuật số. Nhưng mà các bạn thấy được là Bộ trưởng Bộ Tài chính của Hà Lan thì cũng đưa ra cái quyết định là bây giờ đó, muốn cấm thì cũng đã quá muộn rồi. Bây giờ chỉ có thể là ra luật để mà quản lý sự phát triển của thị trường này mà thôi. Đây là những cái thông tin đến từ châu Âu và các bạn thấy được là chúng ta cũng có một thông tin khác đến từ New Zealand thì có một cái nhóm đó gọi là lobby New Zealand đây là một cái đơn vị liên quan đến chính trị và đơn vị này đó là mục tiêu là muốn thúc đẩy sự đổi mới thì cái nhóm lobby New Zealand này cũng gửi một lá thờ đến cho thủ tướng của New Zealand nói là Thủ tướng của New Zealand cần phải xem xét biệt để mà công nhận Bitcoin là một cái loại tiền tệ trong quốc gia của New Zealand. Và lấy ví dụ là nước El Salvador thì nói là nếu như mà New Zealand không công nhận Bitcoin là tiền tệ mà vẫn tiếp tục coi Bitcoin như là một loại tài sản và đánh thuế đó thì người dân của New Zealand khi mà sử dụng Bitcoin hay là đi trao đổi giao dịch với một quốc gia mà công nhận Bitcoin là tiền như là nước El Salvador thì người dân của New Zealand sẽ bị thiệt thòi về cái việc là bị đánh thuế khi mà sử dụng Bitcoin cho nên vì lý do đó cái nhóm lobby New Zealand này thì kêu gọi là thủ tướng nên xem xét việc cho phép Bitcoin như là một loại tiền tệ ở New Zealand. Các bạn thấy được là trong cái tình hình cho dù các bạn thấy được là giá cả nó không có rõ cái xu hướng ngắn hạn nhưng mà chúng ta thì được tin tức đến thì cứ tới ào ạt và bây giờ hầu như là chúng ta đã bước qua một cái giai đoạn mới hoàn toàn rồi những tin tức bây giờ là đến từ nhiều quốc gia và không giống như là trước đây nhiều quốc gia đó thì họ chỉ nói sơ bộ họ chỉ nói chung chung về tiền kỹ thuật số thích hay là không thích và nói là sẽ có lực hay là sẽ có những biện pháp gì đó hay là sẽ có ở những cái khuôn khổ pháp lý nào đó tôi nghĩ là cái thời gian mà đó đã qua rồi tại vì bây giờ đó không thể nào mà nói sẽ có nữa bây giờ các bạn thì được là tình hình sau khi mà nước ở El Salvador chấp nhận Bitcoin đó thì tình hình đã di chuyển rất là nhanh bây giờ nhiều quốc gia bây giờ là không thể nào mà nói là sẽ có mà họ cần phải thực hiện những gì mà họ nói có nghĩa là họ phải nhanh chóng để mà có thể đưa ra những cái luật một là chấp nhận hai là quản lý như thế nào thực ra mà nói khi mà chúng ta thấy cái sự tiến tới của nhiều công ty, nhiều tổ chức đầu tư đi thu mua Bitcoin đã bắt đầu từ năm 2020 thì điều đó không lấy làm lạ tại vì chúng ta cũng đã nói tới cái việc liên quan tới những công ty À, những tổ chức đầu tư sẽ đi thu mua Bitcoin đã đã từ năm 2018 rồi Thời điểm đó thì nhiều người cho là làm gì có chuyện đó Nhưng mà cuối cùng các bạn thấy được là có rất nhiều những công ty bây giờ đã lưu trữ thu mua Bitcoin rồi Nhưng mà về cái việc mà những chính phủ sẽ lưu trữ Bitcoin trong ngân khố của chính phủ đó Thì chúng ta cũng đã từng nói tới trước đây tôi nghĩ là tương lai sẽ là như vậy Nhưng mà chúng ta chỉ không ngờ là tới sớm hơn là chúng ta dự định rất là nhiều Thuận thì nghĩ là có thể phải chờ dài năm nữa có thể là qua tới mùa tăng trưởng đợt sau thì chúng ta mới thấy cái phong trào là những chính phủ thu mua bitcoin lưu trữ trong ngân sách và công nhận bitcoin như là một loại tài sản quốc gia hay là công nhận bitcoin như là một loại tiền tệ vân vân nhưng mà các bạn thấy được là cái tình hình này đã tới sớm hơn là nhiều người dự định và bây giờ chúng ta hãy nói tới một số những thông tin liên quan tới coinbase thì ngày hôm nay chúng ta cũng nhận được thêm một cái thông tin tới từ sàn Coinbase Pro đó chính là sàn Coinbase Pro đã bắt đầu hỗ trợ ba đồng ngày hôm nay trong đó có một đồng mà có thể nói là nhiều bạn cũng khó có thể ngờ được thứ nhất đó chính là đồng Chiliz. thứ nhì đó chính là đồng Shiba Inu đồng Ship và thứ ba đó chính là đồng Keep Network đồng Keep này thì trong ba đồng này tôi thường nghĩ là nhiều bạn có thể là không có quen thuộc với đồng Keep đã nghe nói tới đồng lì cũng khá nhiều rồi. Đây là một đồng cũng khá nổi tiếng trong cái mảng đầu tư NFT và đương nhiên Shiba Inu. Đây là một trong những cái đồng mà được hỗ trợ bởi sàn Coinbase Pro, mình nghĩ là nhiều bạn sẽ bất ngờ nhất. Và chúng ta thấy được là sàn Coinbase Pro sẽ bắt đầu cho Ờ, hỗ trợ ba đồng này nghĩa là bắt đầu ngày hôm nay đã có thể gửi vào nhưng mà chưa có thể bắt đầu trade được bắt đầu trade đó là sẽ mở vào 9 giờ sáng giờ Cali vào ngày thứ năm ngày 17 tây tháng 6 và theo thông báo của Coinbase đó, thì những đồng như là Chili Skip và Shiba Inu thì những cái khách hàng ở Singapore sẽ không thể sử dụng được thông qua Coinbase còn về đồng Shiba Inu và đồng Chili thì những cái người nào mà sống ở New York sẽ không có được hỗ trợ để mà giao dịch những nơi khác thì ba đồng này sẽ được hỗ trợ và bắt đầu giao dịch vào ngày thứ năm tuần này ở Cali ngày 17 tháng, tháng 6 thì chúng ta nói sơ sơ về ba đồng này đi các bạn được là bên dưới của cái bài viết này ở trên Comic Blog cũng để thông tin liên quan tới ba đồng này thì sơ bộ Đồng Chilis thì đây là một đồng ở trên mạng lưới của Temium à, được chạy bởi một cái trang web gọi là socius.com Thì à, đây là một cái token mà nhiều bạn có thể hiểu đơn giản là cái token sưu tầm Có nghĩa là trên mạng lưới của socius.com này đã có thể tạo ra những cái token gọi là fan tokens hay là token người hâm mộ đó Token này là những cái token mà có thể dùng để mà hưởng lợi ích hay là có thể dùng để mà bỏ phiếu, dùng để mà... À, những cái người nào mà fan của những cái đội bóng đá hay là những cái đội thể thao thì có thể mua những token này để mà hỗ trợ những cái đội thể thao mà họ yêu thích đây là cái đồng uh, mà chúng ta mới vừa thấy kế tiếp đó chính là đồng Keep Network thì đây cũng là một đồng ở trên mạng lưới của Ethereum một trong những điều mà có thể là nhiều bạn mới tham gia không có rõ đó chính là Coinbase là một trong những cái sàn giao dịch mà rất là hỗ trợ sự phát triển của Ethereum có thể nói đã từ rất lâu, sàn Coinbase đã nghiêng về mạng lưới của Ethereum, giống như là các bạn thấy được là sàn Binance thì nghiêng về mạng lưới Binance Smart Chain. À, chúng ta thấy sàn FTX thì nghiêng về mạng lưới Solana, tại vì họ có đầu tư rất nhiều vào trong cái mạng lưới Solana. Thì sàn Coinbase là một cái sàn mà rất là nghiêng về Ethereum thì chúng ta được là tiếp tục thấy nhiều token trên mạng lưới của Ethereum lên trên sàn Coinbase và bây giờ là token Keep Network. Token Keep này là token như thế nào? thì token kiếp này là một cái token mà dựa theo bài viết này nói là đây là một cái cầu để mà kết nối những cái blockchain công cộng cùng với lại những cái dữ liệu tư nhân một trong những cái ứng dụng của đồng kiếp token này là có thể tạo ra một đồng gọi là tbtc thì đồng tbtc này là một cái đồng đại diện cho bitcoin trên mạng lưới của ethereum và có thể dùng bitcoin đại diện này để mà tham gia vào cái hệ sinh thái của ethereum mà không cần phải có một công ty tập trung trung gian đây là đồng kiếp đồng thứ ba như bạn cũng đã biết đó chính là Shiba Inu thì đồng này như bạn biết đây là một cái đồng mô phỏng theo cái sự thành công của đồng Dogecoin và đồng Shiba Inu này đã có thể nhiều bạn không có biết đó chính là trong tương lai đó họ có nhiều cái kế hoạch như là có thể tạo ra NFT hay là có thể dùng đồng Shiba Inu này để mà tham gia vào cái sàn phi tập Shiba Swap Thì đồng Shiba Inu này đó, nhiều người biết đến đồng Shiba Inu này trong cái vụ drama giữa Tarek Buterin và cái đội của Shiba Inu Các bạn cũng đã biết là khi mà mới bắt đầu đó thì cái đồng Shiba Inu này có tới là 1 quadrillion thì có nghĩa là cái con số đồng mà được tạo ra đó là lên tới 1.000 tỷ Cái đường là 1.000 tỷ đồng Shiba Inu được tạo ra Và sau đó, đó thì tôi nhớ là khoảng chừng là phân nửa đồng Shiba Inu này Được gửi đến trong cái địa chỉ ví của Vitalik Buterin Nghĩa là cái người mà đồng sáng lập ra Ethereum Thì tại sao lại gửi tới? Các bạn cũng đã biết là rất nhiều những cái dự án Sau khi mà họ tạo ra đồng xong mà họ gửi đồng tới cái ví của và Tyler để cho họ lấy cái tài lượng để mà nói là ngay cả và Tyler cũng lưu trữ những đồng này dùng trong các phương tiện PR nhưng mà thật ra các bạn thấy được là họ chỉ gửi đến mà thôi thì sau đó các bạn có nên nhớ là và Tyler À, đã bán một phần và dùng số tiền đó cộng với lại 10% của cái số lượng đồng Shiba Inu được tặng để mà quyên góp. Chúng ta cũng nói tới cái thông tin này trước đây. Nhưng mà các bạn thấy được là sau đó thì và Thalaputrient đã đốt đi 90% còn lại. Có nghĩa là bây giờ đó, cái số lượng Shiba Inu thực sự có trên thị trường đó chỉ còn có 60% mà thôi. Tại vì 90% đã bị đốt đi bởi và Thalaputrient đương nhiên điều này sẽ làm cho cái số lượng đồng lưu thông nó giảm đi. đương nhiên đây là điều mà nhiều người muốn. Nếu như các bạn là một người lưu trữ đồng Shiba Inu thì đây là ba đồng mà được nói đến ngày hôm nay bởi Coinbase Pro là sẽ có mặt trên sàn Coinbase Pro bắt đầu ngày hôm nay và bắt đầu giao dịch là ngày thứ năm tuần này. thì khi mà thông tin này đưa ra đó ở thời điểm tôi làm video này thì các bạn thấy được là chúng ta thấy là đồng Shiba Inu đã có sự tăng trưởng là khoảng 30%. Thì bây giờ đây là một đồng mà đứng hàng thứ 28 với tổng số vốn hóa là khoảng 4 tỷ đô la. Kế tiếp, chúng ta được là cái đồng thứ nhì được nói tới là Cheulis. Đây là đồng đứng hàng thứ 62, bây giờ cũng lên 15,6% trong vòng 24 giờ qua sau khi thông tin của Coinbase được chia sẻ thì đồng này là một đồng mà có cái tổng số vốn hóa là 1,7 tỷ đô la và đồng thứ ba được nói đến đó chính là đồng Keep Network. Thì đồng này các bạn thấy được có sự tăng trưởng là 10,4%. Bây giờ đồng này đứng hạng rất là xa 171 với tổng số vốn hóa chỉ có 254 tỷ mà thôi ở thời điểm hiện tại thì chúng ta được là sau khi mà thông tin Coinbase được đưa ra đó thì cái sự tăng trưởng của những đồng này nó cũng có nhiều hơn là so với thị trường nói chung. Chúng ta nhìn vào những đồng lớn ngày hôm nay đây các bạn thì được là trong vòng 24 giờ qua thì cái sự tăng trưởng không có nhiều, thậm chí là nhiều đồng trong cái thấp 10 cái sự tăng trưởng không có mà còn giảm đi một phần nữa. Giống như các bạn thấy được là đồng Dogecoin thì giảm 1,7%, XRP giảm 1,9%, Polkadot giảm 3,5%. Cho nên khi mà chúng ta thấy được là trong một ngày mà có nhiều đồng lớn, có cái xu hướng đi hàng ngang, thậm chí nhiều đồng có cái xu hướng đi xuống. Những đồng này các bạn thấy được là ít nhiều gì đó. Thì cái sự ảnh hưởng của sàn Coinbase với giá cả vẫn là còn Cho nên chúng ta mới thấy những đồng này có sự tăng trưởng mạnh hơn là những đồng khác hiện bây giờ Đây là cái thông tin liên quan tới Coinbase mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và những người nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital, các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới để có thể tìm thấy những cái thông tin như là giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là các bạn có thể nhận được bonus lên tới 1.610 đô khi mà tham gia vào sàn margin nổi tiếng Bybit hay là sàn LMT, sàn FTX, sàn Binance US Đây là một sự lựa chọn cho những bạn nào mà sống ở Hoa Kỳ mà thích giao dịch altcoin Sàn Coinbase, ứng dụng BlockFi, đây là ứng dụng lending có lãi, các bạn có thể nhận được lãi hàng tháng Bằng cách là các bạn có thể gửi những tiền kỹ số như là Bitcoin, Ethereum, Link vân vân Và nhiều đồng ổn định để nhận được lãi hàng tháng Đến từ BlockFi và bonus là 250 đô Khi mà các bạn đăng ký tham gia qua link của thần Capital và ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu phân tích on chain mà nhiều bạn biết đến đó chính là crypto khoan và thuần cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn